បាទសួស្តីនឹងសូមប្រកបមកកាន់ English Learning Channel សាជាថ្មីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅប្រធានបទដែលនឹងជជែកអំពី present simple passive បាទលមុនគឺវីដេអូខ្ញុំបាទនឹងបានចេញដែលបង្ហាញអំពី present simple តែឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងចេញវីដេអូ មួយ series ទៀតដែលនឹងនិយាយអំពី passive បាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញពី present simple passive បាទ Oke, okay, so, tambahan sedap neng tiasana aja bukti yang batang apa nih? Bah, cuma neng definition, bah. Jadi terus yo atau naik bicara sen, bah. Present simple passive, kue cie pajak buan naka, thamada, dek tato rompel, bah yang itu. Bawa pada tapi thamada, kue pajak buan naka, thamada, dek tato rompel, bah. For definition, okay. Present simple passive is used to talk about the action that happen habitually, bah. A, the subject is not a doer of the action, but the receiver of it. Và, bagi thá, present simple passive, cứ trọng bằng bằng đầm bấy, nhí ông bì, và chủ trị ông bì sẽ cầm bằng hiệp đế, cất lớn chi tầm lợp. Hỡi, bà thiên, cứ mình mên chỉ nệ thử, sẽ cầm hiệp nụ tỷ, văn tế, kia nệ tử tú, sẽ cầm, là tập phó sẽ cầm hiệp nụ, và, kia nệ tử tú, sẽ cầm bằng hiệp nụ. Và ok for positive form và các bạn đang bằng hành vi positive form muốn và khi mà xong mình vô từ lời điều mà đây chúng muốn xem và sẽ ảnh thả miền ca phần cho lòng đại diện này như thế bạn sẽ đọc tên vô là tên này và chúng ta ưu tiên cứ thả nhóm trâu bán bằng chùn và nhóm trâu bằng chùn tô xa lá đối ở phục vật nhóm chỉ riêng là ngày đã chỉ riêng là ngày nhóm trâu bình chun tôi sẽ lá đôi ở bụng bọc nhom và ok anh ấy cứ chia present simple passive về cả lên chia tổng lợp hết nhom đấy cứ nhận từ tu rồi một để trâu bắt mình chun tôi sẽ lá đôi ở bụng được còn mà đại bọc nhom ok mà positive form mà active cứ active cứ chúng ta lấy present simple và present simple tense và để mình subject là infinitive verb được gọi verb one là object và for example But my parents send me to school every day. Active, but thiên địa thu âm bử. My parents send me to school every day. Mà đây, ở bụng mà đây là bọc nhóm, bình chung khiêm tôi sẽ lát chỉ riêng rồi ngày. Và, ok. Khi bạn trong này dừng cái lệnh mơ một cái passive mà đó, và để miền tầm đoán, subject plus to be, plus participle, rồi có verb 3, hay by again, cái thứ đòi, bục quả rồi có, và on to on, và plus object và khi nhóm bạn tiếng bạn đòi nick bằng cách chia tổng rộng passive và for example I am sent to school by my parents every day I am sent to school by my parents every day và khi nhóm trong bằng chun tổng sẽ là đôi ở bụng đại bọc nhóm chia riêng rất ngại bạn đi khi chia và dụng tổng rộng passive ប្រធានអ្នករងអំពើខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដោយឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតែខាងលើនេះគឺឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតែក្រុមខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដោយឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអូខេមកទៀតគឺ Mr. Dara teaches us about English every day Mr. Dara teaches us about English every day. Và thả lộ đà ra. Và cứ bóng riêng của dưỡng. Mr. Đà ra, lộ đà ra bóng riêng của dưỡng. Ông Pi phải sang lấy dưỡng rất ngại. Okay, we are taught by Mr. Đà ra. Của dưỡng, trọng bằng riêng đối lộ đà ra. Bởi dưỡng như vậy, xuất sắp trọng bằng riêng. Vẫn thế, bởi dưỡng như là trọng bằng riêng thứ chía. Thầy chẳng khá là. Của dưỡng trọng bằng riêng. Và trọng tổ tu cao bằng riêng. Đôi lộ đà ra. Bà nâng dạy, tớ trao tự tua cao bằng riêng đôi lộ đà ra. Ok. Dương này tự tua là bạn phụ dương trao tự tua cao bằng riêng. Rồi có trao tự tua bằng riêng đôi lộ đà ra. Ok. Nên dương tầm rộng phải dụng trọc đề miền. Bà passive. Bà nâng kia ảnh thiếu. Thì ảnh dụa bán ấy. Bà passive kia miền sắp chiếc plus to be. Plus participle. Bà đề miền sent. Okay. Touch. Thích touch touch. Bà ok. Hay by again. Bà tự ổn. Rồi có objective. Và, ok, để chắc chắn các bạn xong cho tôi cần positive form.
đây mình post negative form sorry và positive form mấy hay hay này kia negative form đây mình active sentence thì mình subject plus do or does plus not plus infinitive verb plus object và anh ấy chỉ thầm là thế anh ấy kia positive form nó present simple và đó passive day và sau đó ưu tiên họ và I don't fix my bike nhóm mình bán nhóm mình chút chút con hẳn thế ok xong rạp passive để mình subject plus to be plus not plus participle plus by again và anh ấy optional đấy cái khác kia kia mình đã cứ dương ảnh dụa bán đây và plus object và for example, bạn nhóm thôi tiện tôi nâng ví dụ kháng lời bạn my bike is not fit con bạn nhóm cứ mình tự tu bán cứ mình tự tu cá chuột chuột con bạn nhóm cứ mình tự tu cá chuột chuột nhưng ai thắc bài mi của bạn đấy bây giờ mình đặt của bạn này và ok đặt nhóm mình chuột chuột con bạn nhóm tí con bạn nhóm mình tự tu cá chuột chuột và ok mới tiết cứ she doesn't clean the classroom she doesn't clean the classroom ok the classroom is not cleaned by her và niêng mình bạn niêng mình sắm áo thạc riêng tì thạc riêng mình trâu bạn mình tự tu ca sắm áo đôi niêng tì và mình tự tu sắm áo rồi có tự tu ca sắm áo đôi đôi niêng tì mình bán sắm áo đôi niêng tì và ok nói tiếp she doesn't clean the classroom để mình sắp chiếc là does not có do not và clean ấy cứ vừa hoàn hay những object nó này cứ the classroom is subject plus is plus not bạn nên cứ mỗi bạn clean ID cứ verb 3 by her but by again object bạn ok nó tiếp cứ passive của nông negative form rồi bỏ present simple miền subject plus to be plus not plus participle or verb 3 by again optional bạn cứ mình chạm bài tiếng khác mình chạm bài gì đôi khi này my bike is not fake ok and object và ok nhưng mà xong mình tao tự căn question ok question form và bạn chúng mình question form cứ dừng khi bạn đừng bằng hai pi active là đẹp và để xài dừng trâu viên active đừng passive một chúng mình khi nên là bài nghi số cả ruột và thì nó bốn cứ khi bạn đang bằng hai pi active sentence cứ và thi này thua một bước do or does plus subject plus infinitive verb plus object và infinitive verb tuần thứ mười và ok và đây nên ưu tiên họ do your parents send you to school do your parents send you to school và ta cũng ở đây là bạn nhé bên chu nệ tôi sẽ là để tì và ok xem rap passive to be plus subject oh sorry my mistake ok and participle participle plus by again optional there and plus object và xem rap ưu tiên họ cứ are you sent to school by your parents are you sent to school by your parents oh this is my mistake parents yes ok ok ta nhận trao bình chun tao sẽ là đòi phụng đại bằng niệm thế yes I am yes yes I am or no I am not ok bị khai dựng bên trao bằng chun tao sẽ là đòi phụng đại thì cứ đòi sẵn bó rồi có pu rồi có bi và ok một chết cứ I mean does she clean the floor tớ niếng sầm ạp caro mê đi is the floor cleaned by her tớ caro trâu niếng sầm ạp mê đi tớ caro trâu niếng sầm ạp mê đi tớ caro trâu ba niếng sầm ạp mê đi ok ok chứ môi nâng nói tiếp cứ passive chứ môi nâng question form robot present simple passive cứ miền to be plus subject plus participle và plus by again optional vì ở để các bạn chạm bài đã đi và plus object và ok nên trong cái đó cứ question with question word sắm nua chứ mình nâng bị sắm nua và ủa sao chuyện w equation thì bắt đầu từ w equation
But mra utihoh active. We are to they make this belt. But belt ni kui sekawan. Belt. Okay. We are do they make this belt. Ta tina de puki bangkat. Sekawan ni. Where is this belt made from? Ta tina de sekawan ni terapan bangkat. Ta tina de sekawan ni terapan bangkat. Okay. But kyeung pratrob ba pantai atanai kyu present simple passive ba duk khnyom ban nyen da duk khang daem kyu tha pi kha jeung nyen tha trob ban pantai khong nai ni kyu prayog pisak anglin kyu chea present simple passive te ba mu je kyu when does she show her painting when does she show her painting pe na de nieng banghai ka ku roba nieng ko kumnu roba nieng When is her painting showed? When is her painting showed? Tớ bên nào để cầm nu rồi bọn em trở bằng hàn. Bà. Tớ bên nào để cầm nu rồi bọn em trở bằng hàn. Bà dừng anh dây dẫn cứ trở ở tầm này. Tớ bên nào để cầm nu rồi bọn em trở bằng hàn. Bà trong này cứ cầm nu rồi bọn em cứ trở bằng kia cho bằng hàn. Bà cứ viết từ tôi rộng phơi này ra bằng hàn. Bà bắt đầu bây giờ khẳng lứa. When does she show her painting? Ta pina de nieng bang hai ka ku ru bon nieng ru ko kamnu ru bon nieng. Ba. Painting ka ku ru ko kamnu ba. Okay. Ba, dechnes som akun chompoh ka tam ban tesana ning ka tam ban sandap. Ba khnyom bat sangkhom tha yeung neak tngok khnie ning totu ban chomet dang khlas khlas ampi video mui ni. Hai som akun ning som totu ka riri khnong ka tatu khnong ka rikon le video mui ni doy to le kamphos pachu da khnyom bat men ban triep tuk hai khnyom bat riri ning tatu khnong ka rikon khnong nei sthapana dambei oy video khnyom bat ni trut te lo bat hai ning som chuoy choj like hai ning subscribe my channel dambei chi kamlang chet da khnyom bat khnong ka bangkat no video mai thmey tiet bat som akun ning som chuk khnie no video kroy tiet